muốn hòa bình với Pháp, nhưng mà Pháp cũng muốn hòa bình. Cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi nhân nhượng, nhưng mà chúng tôi càng nhân nhượng chúng nó càng lấn tới muốn cướp nước chúng tôi. Chúng ta đứng dậy thà hy sinh tất cả không chịu làm nó lại là đứng lên đánh. Đánh là Pháp á, là nhất định là đến Việt Nam thì trở lại cái thuộc địa cũ. Leclerc là người tướng giỏi, cho là đến Nam Bộ là thực hiện một cái cuộc dạo chơi quân sự. Dạo chơi quân sự chứ không có vấn đề gì, bởi vì Việt Nam không có gì, không có quân đội. Thế nhưng mà đến một thời gian sau thì Leclerc này không phải. Leclerc là con người thức thời, nói rằng đây là ta đứng trước cả một dân tộc, chứ không phải là chỉ đánh với mấy cái người du kích mà cả dân tộc. Bởi vì lúc tôi ra đi thì Chủ tịch Hồ Chí Minh là dặn là trận này là rất là quan trọng, chắc thắng thì đánh, không chắc thắng không đánh. Cho nên chắc thắng không phải đấy. Và lúc đó Pháp cho là đến Điện Biên Phủ ở các hậu phương thì 500-700 cái số thì không thể là tiếp tế được, nhưng mà chúng tôi tiếp tế được toàn dân tất cả những cái xe đạp thô lương thực đó là hàng vạn. Và như thế phải đổ 20-30 kg gạo ở hậu phương mới đưa 1 kg gạo lên Điện Biên Phủ ăn được. Và thế nghĩa là đế quốc bao giờ cũng đánh giá thấp ra, cho nên thất bại. Và lúc tôi đi về, tôi ở tiền phương về mà gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên, tôi xuống ngựa thì Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay này, mừng thắng lợi. Nhưng mà chỉ mới bắt đầu, ta còn phải đánh Mỹ. Ngay lúc đó, nói như vậy.